Dăm cành cũng vậy, ôm cây con cũng vậy, làm sao cho bộ rễ phát triển khỏe, lá dày, cây cứng cáp thì khi bứng ra trồng cây sẽ lớn nhanh và kháng được nhiều sâu bệnh cả nhà. Như mấy ly nhựa mình ôm cây con này nè, nhìn bên ngoài đã thấy rễ trắng xóa luôn. Để mình lấy cây khổ qua con này ra cho cả nhà xem rễ ha. Bộ rễ nhiều và khỏe như vậy thì khi bứng ra cây sẽ lớn nhanh lắm đấy ạ. Và đây là cực phẩm giúp cây con cứng cáp, phát triển bộ rễ khỏe nè. Mình hay tận dụng sữa thừa của bé nhà mình và sữa hết hạn để đem tưới cho cây trong vườn ha. Mỗi lần đi mua sữa thì mình hay hỏi các cô bán hàng nếu có sữa hết hạn thì cho mình xin về làm phân bón. Có lần xin được mấy thùng luôn đấy ạ. Khi bón cho cây, cả nhà nên pha thêm nước chứ đừng để nguyên chất nha. Mình hay pha khoảng 100ml sữa với 1 lít nước để tưới gốc và phun lên lá ha. Trong sữa có chứa canxi, protein, đường tự nhiên và nhiều loại khoáng chất khác tốt cho sự phát triển của cây cũng như đất trồng đó cả nhà. Ngoài công dụng cung cấp dinh dưỡng cho cây, sữa còn giúp phòng trừ một số loại côn trùng gây hại như là nhện đỏ hay bọ trĩ khá là tốt. Chúng ta cũng có thể dùng sữa để diệt các loại nấm bệnh thường gặp như là bệnh phấn trắng hay là bệnh đốm lá hiệu quả lắm đấy ạ. À. Nếu trồng cây ăn trái mà hay bị rụng bông, rụng trái non thì áp dụng theo cách này sẽ cải thiện được nhiều ha. Nếu có sữa dư hoặc là hết hạn, cả nhà nên áp dụng thử đi ạ. Chắc chắn là cây trong vườn sẽ phát triển rất tốt, đặc biệt là cây con ha. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở các video sau. Nhớ đăng ký kênh để cùng đồng hành với mình nha.